Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin tổng hợp của Đài Phát thanh huyện Bình Xuyên. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 6, mời quý vị và các bạn nghe những nội dung chính sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình cho cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở năm 2022. Ra mắt mô hình khu lưu trú nhà trọ thanh niên công nhân kiểu mẫu tại thị trấn Bái Hiến. Đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở huyện Bình Xuyên. Xã Thiện Kế ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Chính thức tăng lương tối thiểu thêm 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông do phơi thóc lúa trên đường. Phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tăng cường dạy bơi cho trẻ em. Cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Huyện Bình Xuyên chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình năm 2022 cho gần 300 chị là cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ cơ sở. Tại hội nghị, cán bộ hội viên phụ nữ đã được báo cáo viên tuyên truyền phổ biến các nội dung về luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, trao đổi một số vấn đề liên quan đến pháp luật xảy ra trong đời sống hàng ngày để chị em phụ nữ hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Thông qua đó, giúp cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở nắm chắc các kiến thức pháp luật, đồng thời sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức hội và cộng đồng dân cư. Sáng ngày 16 tháng 6, huyện đoàn Bình Xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Bái Hiến tổ chức lễ ra mắt mô hình khu lưu trú nhà trọ thanh niên công nhân kiểu mẫu tại khu nhà trọ của anh Đỗ Văn Hạnh, tổ dân phố Tân Ngọc, thị trấn Bái Hiến. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, đại diện công ty thương mại dịch vụ Ngọc Linh, lãnh đạo huyện đoàn Bình Xuyên, lãnh đạo thị trấn Bái Hiến cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, công nhân tại khu nhà trọ. Khu lưu trú nhà trọ của anh Đỗ Văn Hạnh là một trong 16 khu lưu trú trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập và quản lý. Khu nhà trọ có 33 phòng với nhiều công nhân lưu trú. Đây là khu nhà trọ đáp ứng các tiêu chí của khu nhà trọ thanh niên công nhân kiểu mẫu như giá cả hợp lý, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Tại lễ ra mắt mô hình, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và công ty thương mại dịch vụ Ngọc Linh đã trao tặng 26 suất quà an sinh cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 20 chiếc mũ bảo hiểm, 15 thùng nước cho thanh niên công nhân nhà trọ và 50 chiếc cặp sách cho con em công nhân tại khu nhà trọ với tổng trị giá quà tặng 20 triệu đồng. Việc triển khai mô hình khu lưu trú nhà trọ thanh niên công nhân kiểu mẫu nhằm đồng hành, tập hợp, đoàn kết và chăm lo tốt hơn đến đời sống của thanh niên công nhân, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các khu lưu trú nhà trọ trên địa bàn. Từ đó, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên công nhân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, đồng thời tạo cầu nối giữa chủ nhà trọ và thanh niên với chính quyền địa phương, từng bước xây dựng phát triển các khu nhà trọ văn minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có ưu đãi to. Đến ngay Viettel Store để nhận hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Sở hữu ngay trong tay các sản phẩm điện thoại đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Nokia với mức giá cực sốc. Chưa hết, máy tính bảng, laptop, phụ kiện cũng đã có nhiều khuyến mại đặc biệt. SIM số đẹp, SIM phong thủy, SIM đôi giá tốt cũng đang sẵn hàng. Và sản phẩm không thể thiếu cho chị em nội trợ với hàng loạt các sản phẩm gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị gia đình, thiết bị làm đẹp với ưu đãi cực lớn. Giá tốt khỏi phải lo, giá tốt đến ngay Viettel Store. Muốn mua cái điện thoại, lỡ mua chẳng may hết tiền xài, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo. Smartphone, laptop, đồ công nghệ, giá ngon kết hợp với khuyến mại, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo. Muốn mua cái điện thoại, lỡ mua chẳng may hết tiền xài, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo. Smartphone, laptop, đồ công nghệ, giá ngon kết hợp với khuyến mại, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo.
Những năm gần đây, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn huyện Bình Xuyên luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Năm 2022, Đảng bộ huyện Bình Xuyên xác định việc giải quyết các tồn tại liên quan đến xử lý đất đai là một trong những nhiệm vụ chỉ tiêu quan trọng cần phải thực hiện. Để làm tốt nhiệm vụ đó, Đảng bộ huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, tăng cường công tác quản lý, giải quyết, xử lý các tồn tại đất đai, đồng thời gợi ý để các chi bộ nông thôn lựa chọn đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề. Qua tìm hiểu ở một số chi đảng bộ cho thấy, công tác chỉ đạo, lãnh đạo và các buổi sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ đều mang lại hiệu quả thiết thực, chủ đề sát với thực tiễn, nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung, vấn đề nổi cộm, bức thiết ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được các đảng viên trong chi bộ tập trung đưa ra thảo luận, bàn bạc thấu đáo với nhiều ý kiến sát thực, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề. Từ đó, giúp các chi bộ xây dựng nghị quyết có tính xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng chọn việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện kế hoạch số 44 ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2022. Sáng ngày 15 tháng 6, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã Thiện Kế tổ chức ra quân giải tỏa hành lang trên tuyến đường 310 thuộc địa phận xã Thiện Kế. Trên địa bàn xã Thiện Kế có một số điểm vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông như khu vực chợ và địa bàn dân cư gần khu công nghiệp Bá Thiện 2. Mặc dù đoàn liên ngành của huyện và địa phương đã nhiều lần ra quân nhắc nhở, xử lý, nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn. Để công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đạt kết quả ngay trong ngày đầu ra quân, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông, gồm các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hai đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, các đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã, các bộ phận chuyên môn như Địa chính, Tư pháp, Tài chính, Lực lượng quân sự, Dân quân tự vệ, cùng các đồng chí là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ các thôn Hương Đà, Ngũ Hồ, Quang Khải. Phương tiện và dụng cụ tập kết gồm hai máy xúc, ô tô vận chuyển, kìm cắt, máy cắt và các dụng cụ cầm tay khác. Trong ngày đầu ra quân, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã Thiện Kế đã yêu cầu các gia đình dỡ các quán tạm ven đường, mái hiên, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, san gạt, tháo gỡ các công trình cố tình vi phạm, trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng cho người tham gia giao thông. Kết quả trong ngày đầu ra quân, Ban chỉ đạo giải tỏa an toàn giao thông đã tháo dỡ 20 cọc gỗ bạch đàn, 3 biển quảng cáo lớn, 15 cột sắt với tổng chiều dài khoảng 100m và tịch thu một số biển quảng cáo khác. Mục đích của việc giải tỏa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, chấn chỉnh và lập lại trật tự công cộng, trật tự hành lang an toàn giao thông đối với các tuyến đường, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên tuyến đường tỉnh 310, địa phận xã Thiện Kế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký nghị định số 38 ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động bao gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại nghị định này. Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng và tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Đối với vùng 1, tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng trên tháng lên 4.680.000 đồng trên tháng. Vùng 2, tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng trên tháng lên 4.160.000 đồng trên tháng. Vùng 3, tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng trên tháng lên 3.640.000 đồng trên tháng. Vùng 4, tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng trên tháng lên 3.250.000 đồng trên tháng. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng trên 1 giờ, vùng 2 là 20.000 đồng trên 1 giờ, vùng 3 là 17.500 đồng trên 1 giờ
vùng 4 là 15.600 đồng trên một giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Theo đó, tại tỉnh Vĩnh Phúc, vùng 2 bao gồm thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc. Vùng 3 bao gồm các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch và Sông Lô. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Chương trình thông tin tổng hợp của Đài Phát thanh huyện Bình Xuyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.